Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 26 tháng 9 năm 2021 về việc người đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên được hỗ trợ cao nhất 3,3 triệu đồng. Bạn đọc hỏi, tôi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được 11 tháng do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nên bị mất việc làm nhưng chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vậy tôi sẽ được hưởng mức trợ cấp thất nghiệp là bao nhiêu? Theo nghị quyết số 116 trên nghị quyết của Chính phủ ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp thì đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm. Không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng, mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Cụ thể như sau, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng được hỗ trợ 1.800.000 đồng trên một người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng được hỗ trợ 2.100.000 đồng trên một người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng được hỗ trợ 2.400.000 đồng trên một người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng được hỗ trợ 2.650.000 đồng trên một người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng được hỗ trợ 2.900.000 đồng trên một người. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên được hỗ trợ 3.300.000 đồng trên một người. Nguồn kinh phí hỗ trợ này khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020. Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Căn cứ vào thời gian bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng, bạn sẽ được hỗ trợ là 1.800.000 đồng. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.